Quà Trung Thu của mẹ. Bảo Anh à, có người gửi quà cho cậu đấy. À, là bánh trung thu của bác Loan mình gửi. Trời ơi, bánh đẹp quá. Sao lại làm được màu đẹp thế này? Đó là bí quyết mẹ mình sáng tạo ra đấy. Sau đó bác mình cũng học theo. Tối nay bọn mình liên hoan luôn nhé. Nhất trí. Quà từ thiện cũng chuẩn bị đủ rồi đấy. Lần này làm ở gần quê cậu, kể cũng tiện ha. Hôm đó có tổ chức hoạt động gì nữa không? Hôm đó bọn mình sẽ hướng dẫn cho các em làm bánh trung thu. Cậu biết làm bánh trung thu cơ á? Thế mà mình không biết đấy. Mình chỉ biết sơ sơ thôi. Mẹ mình làm mới là ngon nhất. Thế thì về học mẹ làm cho chuẩn đi, rồi còn làm cho bọn mình ăn nữa chứ. Ý mình là mẹ ruột của mình cơ. Hôm nay chị hai về nhà phải không mẹ? Ủa, sao con biết? Có gì khó đâu, lúc nào chị hai về, mẹ cũng chuẩn bị cả mâm cơm như đại tiệc ấy. Anh về rồi đây. Con chào mẹ. Anh về gần đến nơi thì thấy Bảo Anh cũng đang về. Thế thì càng hay, cơm nước chuẩn bị xong rồi, hai cha con rửa tay rồi vào ăn luôn. Sắp đến trung thu rồi, nhân lúc này con về, nhà mình cùng tụ tập làm bánh trung thu cho vui nhé. Phải đó, hiếm khi được tụ tập đông đủ cả nhà. Thật ra thì ngày mai con có việc bận một chút. Thế để ngày kia cũng được mà. Ngày kia con bận đi mua ít đồ để mang đi rồi ạ. Thế để khi khác vậy. Chào cả nhà. Phiền cả nhà quá, lại đến đúng lúc ăn cơm. Nhưng nghe nói con bé Bảo Anh về là tôi phải chạy qua ngay. Có phiền gì đâu, mời bác vào dùng cơm luôn ạ. Bác Loan, cháu cảm ơn bác vì hộp bánh nhé. Hả, bánh gì cơ? À phải, cháu thấy bánh làm có được không? Dạ ngon lắm ạ, lại còn rất đẹp nữa. Ừ, thế thì tốt rồi. Chị muốn thông báo một tin vui. Hôm nay có một nhóm đăng ký làm từ thiện vào phút cuối. Trong đó có một em làm bánh rất giỏi. Các em ấy đến rồi đây. Chi? Ủa, chị hai? Chị bên kia làm bánh đẹp lắm. Những chiếc bánh này... Buổi từ thiện hôm nay đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn các em đã rất nhiệt tình vì các em nhỏ. Hy vọng lần sau sẽ lại được hợp tác với mọi người. Chị không biết là em làm bánh trung thu khéo như thế đấy. Bánh có màu rất đặc biệt. Đó là mẹ dạy em làm đấy. Vậy hả? Thật ra mẹ cũng rất muốn làm cùng chị đấy. Nhưng chị lúc nào cũng từ chối mẹ. Chị biết không? Mẹ đã rất cố gắng để làm chị vui. Mỗi lần biết tin chị về là mẹ lại chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Nhưng mà chị không bao giờ để ý đến cả. Bác Loan ơi! Ủa, Bảo Anh! Bác mua bánh trung thu ạ? Bác mua mấy hộp để biếu. Đợt này bận quá không làm được cháu ạ. Bác bận như vậy mà vẫn bỏ thời gian làm bánh cho cháu sao? Bảo Anh à, thực ra bánh đó không phải là bác làm đâu. Bánh đó là do mẹ Mai cháu làm đấy. Cô ấy đã nhờ bác chỉ cách làm bánh để có hương vị giống như mẹ cháu vẫn làm. Cô ấy còn tự tìm tòi ra cách pha màu sắc rất đẹp nữa. Nếu thế, sao mẹ Mai lại không cho cháu biết? Vì cô ấy muốn khi cháu ăn bánh, sẽ vẫn cảm nhận được sự ấm áp như mẹ làm cho cháu năm xưa. Nếu biết đó là do cô ấy làm, thì chưa chắc cháu đã thấy như thế. Bánh này không ngon, mẹ cháu làm ngon hơn nhiều. Bảo Anh à, mẹ cháu mất cũng đã lâu rồi. Mẹ Mai tuy là không phải là mẹ ruột, nhưng bác thấy cô ấy thực sự yêu thương và quan tâm cháu. Hãy mở lòng ra đi cháu à. Sớm thế này con đã làm gì thế? Con định làm bánh trung thu, nhưng không biết làm màu sắc thế nào cho đẹp. Mẹ và Chi cùng làm với con được không? Tất nhiên là được rồi con, để mẹ giúp con. Cả em nữa. Cả nhà có cần anh giúp gì không? Có cả đống việc chờ ba đây. Cây sáo thần bất tử. Truyền thuyết kể rằng Hằng Nga tạo ra một cây sáo làm từ gỗ cây thần để giải trừ sầu bi. Nàng ném cây sáo ấy đi để nó lưu lạc chốn nhân gian. Tương truyền rằng ai nghe được tiếng sáo ấy sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất lão.
thuốc này thì trường sinh cái gì chứ? Xin bệ hạ bớt giận. Ta không thể trông chờ vào y thuật của thầy thuốc, ta phải tìm cách khác. Bệ hạ, người còn nhớ lời đồn trong nhân gian về cây sáo thần bất tử của Hằng Nga không? Nhưng liệu cây sáo ấy có tồn tại thực sự trên đời không? Em muốn cả hai chúng ta đều trường sinh bất lão, bệ hạ phải tìm bằng được cây sáo ấy. Thôi nào, ta hứa sẽ tìm cây sáo ấy về cho nàng mà. Những năm ấy, con trai duy nhất của nhà vua là hoàng tử Lưu An cùng vợ mình là Tầm Nguyệt đi ngao du khắp chốn sơn thủy. Dạ, ta cảm thấy nơi thiên nhiên này vui gấp ngàn lần trong cung điện của cha. Hình như bệ hạ đang đi tìm cây sáo thần bất tử của Hằng Nga tiên nữ. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của con người, ta nên chấp nhận cái chết giống như một phần cuộc đời của mình. Chàng nhìn kìa, có ánh sáng gì đó ở đằng kia kìa. Đây là, lẽ nào là sáo thần của tiên nữ Hằng Nga? Cây sáo thần bất tử này chỉ dành cho người thanh cao, không màng danh lợi. Này, ta trao lại nó cho hai người, hãy bảo vệ nó thật cẩn thận nhé. Lưu An, hãy giao nộp cây sáo ấy ra đây cho ta ngay. Hoàng tử, ngươi định độc chiếm bảo bối ấy thành của riêng mình sao? Ngươi không nghĩ tới sức khỏe của vua cha mình ngày một tàn lụi hay sao? Thưa cha, nếu cha cần, mỗi năm một lần con sẽ vào cung thổi cây sáo ấy cho người nghe. Ta cũng không cần gì nhiều hơn thế. Nhưng thưa bệ hạ. Bẩm bệ hạ, chúng thần tìm thấy trong nhà của hoàng tử Lưu An vật này. Đây chính là bùa yểm mệnh, thưa bệ hạ. Trời ơi, bệ hạ, hoàng tử Lưu An hắn không cho người giữ cây sáo bất tử là để đợi tới ngày ngài chết đi đấy. Người đâu, mau bảo vệ nhà hoàng tử Lưu An, ta phải nhốt nó vào ngục. Bẩm nương nương, con đã phải liều mạng để nhân lúc hỗn loạn trộm cây sáo này cho người. Làm tốt lắm, giờ hãy biến đi và đừng bao giờ quay lại. Giờ thì không ai có thể cản được tuổi xuân và nhan sắc vĩnh cửu của ta nữa. Tầm Nguyệt, nàng làm gì thế? Lúc này nàng còn bình tĩnh cầu nguyện được sao? Tầm Nguyệt à, lẽ nào Hằng Nga đã nghe được lời cầu nguyện của nàng? Mau bắt lấy chúng. Con thuyền của Hằng Nga đã đưa Lưu An và Tầm Nguyệt thoát khỏi sự truy đuổi của quan quân triều đình. Và kể từ đó, không ai còn nhìn thấy họ nữa. Có người nói họ đã được Hằng Nga đưa đến giấu ở một miền sơn cước an bình. Hỡi bá quan văn võ, hôm nay quý phi Trần Kiều của ta sẽ có một khúc nhạc thần tiên từ cây sáo thần của nàng Hằng Nga gửi đến mọi người. Ai có cây sáo này trong tay sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Trời ơi, sao tóc quý phi lại bạc trắng thế kia? Quý phi xinh đẹp của ta, chuyện gì xảy ra vậy? Em phải thổi thêm một khúc nữa. Trần Kiều, nhà ngươi tham lam, độc ác, dùng mọi mưu mô quỷ kế để chiếm đoạt cây sáo thần của ta, hãm hại cả hoàng tử Lưu An và người vợ hiền thục. Ngươi nghĩ mình sẽ có phép màu của cây sáo hay sao? Không đâu, cây sáo chỉ phục tùng người có tâm hồn đẹp đẽ, thanh cao. Còn ngươi, hãy sống quãng đời còn lại trong sự già cỗi đi. Lưu An của ta, Lưu An vô tội của ta, là chính ta đã hại nó sao? Bệ hạ, xin ngài thứ tội. Người dám lợi dụng ta để hãm hại con trai ta sao? Người đâu mà bắt lấy Trần Kiều giam vào ngục tối suốt đời? Ta không muốn nhìn thấy ả nữa. Và kể từ đó, không ai đi tìm cây sáo thần bất tử nữa. Cây sáo đã bay về cùng Hằng Nga, trở lại đúng vị trí của nó. Còn kẻ ác độc nham hiểm cùng lòng tham vô đáy không thoát khỏi lưới trời đã bị trừng trị. Hai người thợ săn và con trăng tinh. Ngày xưa, ở nước nọ, có hai người thợ săn nổi tiếng ở hai đằng. Đằng đông là Kuro và đằng tây là Shiro.
Họ thường thi tài cao thấp và lần nào cũng bất phân thắng bại. Cứu tôi với! Cứu với! Có chuyện gì vậy? Có con trăng khổng lồ, nó suýt ăn thịt tôi, chắc chắn là trăng tinh rồi. Trăng tinh à? Tôi chưa trông thấy trăng tinh bao giờ. Hay nhân cơ hội này, chúng ta thử xem ai bắt được trăng tinh trước. Vừa là thi thố tài năng, vừa giúp dân làng diệt trừ mối nguy hại. Đồng ý, ai bắt được trăng tinh trước sẽ là thợ săn tài giỏi nhất. Thế là hai người thợ săn cùng đi sâu vào rừng tìm chỗ trú ngụ của trăng thần. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta dừng chân ở đây thôi. Được thôi. Ăn tối xong, họ thay phiên nhau, một người canh cho một người ngủ. Đang đêm, Shiro chợt thức giấc. Có một cái bóng kỳ lạ lủng lẳng trước hang, cứ như vậy thoát ẩn thoát hiện. Cho đó chỉ là một giấc mơ nên Shiro vẫn ngủ tiếp. Nào, người anh em đằng tay, dậy thôi. Hồi đêm, tôi mơ thấy có cái bóng kỳ lạ lắm xuất hiện ngay ở cửa hang, không biết có điểm gì. Anh không nên biết thì hơn, giờ tôi tính thế này. Anh và tôi nên chia ra, mỗi người một hướng đi tìm trăng tinh thì sẽ nhanh hơn. Đồng ý. Thế là hai người thợ săn theo hai hướng đi vào rừng sâu hơn nữa. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Rừng cây đang lay động dữ dội. Vậy chắc Kuro đang đánh nhau với trăng tinh rồi. Mình phải đến hỗ trợ anh ta. Kuro, anh Kuro ơi, anh ở đâu rồi? Anh đến trễ quá, tôi đã bị trăng tinh nuốt rồi. Trời ơi, đã vậy rồi, nhờ anh phục thù giúp tôi với. Được, bằng giá nào, tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ phục thù cho anh. Anh còn nhớ cái bóng mà anh mơ thấy đêm qua không? Có, tôi nhớ. Thật ra, không phải là mơ đâu, đó chính là con trăng tinh. Khi đó tôi không nói với anh, thì không muốn anh ham thi thố tài năng mà gặp nguy hiểm. Tôi im lặng chờ cho nó bỏ đi, định để chờ thời cơ tốt hơn rồi ta tiêu diệt nó. Nhưng đến nước này, nếu chúng ta không diệt trừ nó, thì nó sẽ hại cả làng chúng ta. Linh hồn tôi sẽ trợ giúp cho anh. Anh có đồng ý với tôi không? Có, tôi đồng ý với anh. Từ hang này đi xuống thêm chừng 100 thước nữa, sẽ có một hang đá lớn, con trăng sống ở đó. Tôi sẽ kêu lên, ôi, khi tôi dứt lời, thì anh bắn một phát vào hang nha. Cuối cùng thì tiếng ôi cũng vang lên. À, vậy là ta hạ được con trăng, trả thù cho anh bạn phía đông rồi. Anh Kuro, anh hãy yên nghỉ nha. Ta đã bị tên thợ săn đằng tay lấy mất mạng. Hai con hãy trả thù cho ta. Hãy hóa thành hai người đi hành lễ, tìm đến nhà hắn vào đêm giao thừa, xin ngủ nhờ, rồi lừa lúc sơ hở mà phục thù. Đây là tiếng nói của con trăng đã bị ta bắn. Không sợ, đêm giao thừa chứ gì, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng để đón bọn ngươi. Rồi cũng đến ngày cuối năm, chỉ mấy canh nữa là đến đêm giao thừa. Shiro tiễn vợ con về quê ngoại đón Tết. Rồi anh gom lá khô chất quanh nhà, đóng đinh hết các cửa nẻo, chỉ để mở cửa ra vào. Khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, có hai người đi hành lễ đến nhà Shiro xin ngủ nhờ. Chúng tôi lỡ độ đường mà trời đã tối rồi, không thể đi được nữa. Đêm nay là giao thừa, chẳng nơi nào cho chúng tôi trú chân. Xin hãy cho chúng tôi ngủ nhờ một đêm. Hai người cứ ngủ lại đây, chúng ta cùng nói chuyện. Shiro cho hai người vào nhà, khơi lửa thật lớn, mời họ cơm nước rồi trò chuyện đến tận đêm. Đã khuya quá rồi, hai người đi đường chắc mệt rồi, cứ nghỉ đi. Đêm khuya trời trở lạnh không chừng, để lấy thêm củi mới được. Anh đang làm gì đây? Tôi đang bổ thêm củi ấy mà, hai người cứ yên tâm ngủ đi. Cháy nhà kìa. Đừng chập lửa, tôi có chủ đích của mình, sẽ nói với mọi người sao. Thế là chẳng mấy chốc căn nhà cháy rụi. Đây là bộ xương hai con trăng tinh định làm hại chúng ta. Tôi đã lập mưu tiếp đón và diệt trừ chúng. Thật may quá, cảm ơn trời đất. Anh đúng là người thợ săn tài giỏi và can đảm nhất. Không, không, người thợ săn đằng đông, anh Kuro mới là tài giỏi nhất. Tôi chỉ làm theo lời chỉ dẫn của anh ấy mà thôi. Thật tiếc là anh ấy giờ không còn nữa. Từ đó về sau, dân làng đằng đông
và cả đàn tây sống yên bình và vui vẻ vì không bao giờ bị Trăng Tinh quấy phá nữa. Chỉ có người thợ săn đàn tây Shiro vẫn thường rơi nước mắt mỗi lần nhớ về người bạn đàn đông nghĩa hiệp và tốt bụng của mình. Hai người lùn và con cá voi. Chà chà, hôm nay tuyết rơi dày quá, giờ mà ra ngoài đường thì lạnh cống cả. Nhưng biết làm sao được, vẫn phải đi thôi. Bà ơi, bà định ra ngoài sao ạ? Ừ, cháu yêu, ta phải đi kiếm thức ăn đây. Băng sang làng bên kia đổi chút khoai tây hay kiếm chút măng cháu ạ. Đồ ăn nhà ta hết sạch cả rồi. Bà ơi, bà cho cháu đi với nhé. Nhưng mà trời lạnh lắm cháu ạ. Ta nghĩ cháu nên ở nhà thì hơn. Ta sẽ về sớm thôi. Lạnh chút cũng không sao ạ. Còn hơn phải ở nhà một mình, buồn lắm. Ta sống bao năm rồi mới thấy một vài lần tuyết rơi dày thế này. Bên ngoài bây giờ chắc là rất lạnh đó. Bà ơi, cháu sẽ mặc thật nhiều áo ấm được không bà? Đi mà, bà đồng ý đi. Nếu bà không đồng ý, cháu sẽ giận bà. Sẽ không chơi với bà đâu. Thôi được rồi, vậy chúng ta chuẩn bị rồi đi nha. Để ta mặc thêm áo cho cháu. Đường đi khá xa, cháu nhớ là phải tuyệt đối nghe lời ta suốt dọc đường, rõ chưa nào? Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Vậy là hai bà cháu vội vã lên đường. Đến chiều họ cũng tới được làng bên. Đây nhé bà Uma, nhà chúng tôi cũng hết cả rồi, chỉ còn bằng này thôi. Năm nay lạnh quá, chả có gì lên được. Bà cầm tạm nhé. Khổ, mưa tuyết làm cho hai bà cháu đi đường chắc cũng vất vả lắm. Cảm ơn bà nhiều lắm. Nhất định khi nào tuyết ngớt, trồng được cây, tôi sẽ làm trả lại bà. Vâng, được rồi, hai bà cháu cứ về đi. Kẻo trời này sẽ tối nhanh lắm đó. Vâng, thế bà cháu tôi về đây. Cảm ơn bà nhiều lắm. Vâng, hai bà cháu nhớ đi cẩn thận đấy. Ôi cha, đau quá. Uta, cháu phải cẩn thận chứ, đường trơn lắm đó. Cháu đau không? Ôi, cái mông của cháu ê quá bà. Khổ, đã bảo ở nhà thì không nghe. Nào đứng dậy nào, để bà kéo lên. Bà ơi, phía trước kia có gì kìa bà? Cái gì mà một đống to thế kia ạ? Ừ nhỉ, sao lại có đống gì đen đen thế kia? Cháu mắt tinh, thử nhìn kỹ lại xem. Cháu thấy cái gì như một con cá voi khổng lồ á. Đen thui, mà hình như nó còn di chuyển nữa bà. Trời ạ, thần linh ơi, chẳng lẽ là con ma quỷ sao? Sao lại có một con cá khổng lồ như một con tàu vậy, rồi di chuyển trên cạn nữa? Ôi thần linh ơi, không biết nó có quay lại đây và nuốt chửng chúng ta không? Cháu không thấy nó cử động bà ạ. Nó giống như được kéo đẩy đi thôi ạ. Kỳ lạ nhỉ, sao lại có con cá voi lạ thế? Hay chúng ta thử tới gần xem sao bà? Ừ, tới thử xem sao. Cẩn thận đó, bám chặt vào người bà nhé. Dừng lại, các ngươi làm gì ở đây? Hai người là... Bà ơi, sao lại có hai người lùn nhỏ thó bé tẹo như thế hả bà? Hai người không được bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà kia là gì? Còn hai người sao lại nhỏ xíu như vậy? Bà không cần biết chúng tôi là ai và từ đâu tới. Thế còn kia là... Chúng tôi chỉ tò mò muốn biết tại sao lúc chúng tôi đi qua thì không hề thấy con cá voi kia, giờ thì lại trình hình trên đường. Nó ở đâu ra vậy? Bí mật, bà không được tiết lộ cho ai
về những gì mà bà nhìn thấy hôm nay đâu nha. Tại sao chứ? Đây là túi vàng chúng tôi tặng bà. Bà hãy mau mau về đi. Nhớ là tối ngày mai hay ngày kia bà có nhìn thấy những chuyện như ngày hôm nay thì cũng coi như không biết. Và đặc biệt không được chạm vào con cá voi đâu nhé. Vâng, được rồi, tôi hứa. Bà nhớ giữ lời, không thì sẽ nguy to đấy. Trời ơi, nhiều vàng quá Uta. Chúng ta giàu rồi. Cháu không được nói với ai về con cá voi chúng ta nhìn thấy và cá vàng mà hai người lùng cho chúng ta, nhớ chưa nào? Dạ, vâng ạ, cháu nhớ rồi bà ạ. Với số vàng mà họ cho chúng ta, giờ chúng ta có thể thoải mái tiêu xài rồi. Utan, cháu thích ăn gì, ngày mai bà sẽ dẫn cháu lên thị trấn. Thích gì, bà có thể cho cháu ăn. À, thích quá, thích quá. Vậy bà cho cháu ăn món gì thật ngon nhé. Được, được. Đùi gà hầm nấm, cháu thấy thế nào? Được ạ, ngon quá, ngon quá. Chỉ mới nghe thôi mà cháu đã thèm lắm rồi đây. Bánh bao nhưng làm từ thịt xông khói, rồi sườn cừu nướng, cháu thấy sao? Ơi, bà nói thật chứ hả? Cháu có thể được ăn nhiều thế sao ạ? Tất nhiên rồi, sẽ còn nhiều thứ khác nữa, cháu bà sẽ tha hồ mà ăn. Thích quá bà ơi. Ngon quá bà ạ. Hôm nay bụng cháu vẫn còn no cơn đây nè. Lần sau bà lại đưa cháu đi ăn tiếp bà nhé. Được, nếu thích thì mai bà lại đưa cháu đi. Tiếng động lục cục gì thế nhỉ? Bà ơi, lại là con cá voi bà ạ. Ừ, không biết bên đó có gì nhỉ? Hay là bà cháu ta lại xem đi. Đây là túi vàng chúng tôi tặng bà. Bà hãy mau mau về đi. Nhớ là tối ngày mai hay ngày kia bà có nhìn thấy những chuyện như ngày hôm nay thì cũng coi như không biết. Và đặc biệt không được chạm vào con cá voi đâu nhé. Không được, chúng ta đã hứa với họ là sẽ không lại gần rồi. Hơn nữa họ cũng đã cho chúng ta tiền, không thể thất hứa được cháu ạ. Chán quá. Giá mà cháu có thể chạm được vào nó để xem nó thế nào thì tốt biết mấy. Bà ơi, bà cho cháu lại ngó một tí thôi. Thôi nào, chúng ta về đi, không ngó nghiêng nữa. Tối mai là tối cuối cùng mà có thể nhìn thấy con cá voi khổng lồ đó. Hôm nay mình đã giữ lời hứa, mình đã đi thẳng không hề rón rén lại gần. Nhưng mà mình thực sự rất tò mò. Không biết bên trong con cá voi đó có gì nhỉ? Mà tại sao lại phát ra những tiếng động leng keng như vậy chứ? Liệu nó có liên quan đến chỗ tiền vàng mà bọn chúng cho mình không? Thật là khó hiểu. Thôi thì mặc kệ, mình đi ngủ cái đã. Có gì thì mai tính tiếp. Ngày hôm sau, bà ơi, có tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là có tiếng người léo nhéo, không biết đó là gì nhỉ? Mình tò mò quá đi mất. Chẳng có nhẽ trong bụng nó chứa rất nhiều tiền vàng, bọn chúng sợ mình biết nên mới bảo mình không động vào chăng? Đúng rồi, nhất định là phải có gì không bình thường nên bọn chúng mới bắt giữ bí mật như vậy. Đêm nay là đêm cuối cùng con cá voi qua đây rồi. Chà chà, Chúa ơi, ta phải làm sao đây? Ta không muốn để mất cơ hội ngày vàng này. Không thấy bọn họ đâu. Chắc là mình có tiến tới đó, chạm tay nhẹ vào nó cũng không sao đâu nhỉ? Trời ạ, lớp da của nó thật là bóng và dày làm sao. Nếu trong có vàng nữa thì tốt biết mấy. Tiền vàng đâu nào? Ừ,
Chuyện gì vậy? U Tan, chạy mau, chạy mau! Gì vậy nhỉ? Kinh khủng quá! Tại sao chỉ mỗi sờn vào mà nó lại nổ tung như vậy? May là bà cháu ta không sao. Bà Uma, bà đã không giữ lời hứa. Chúng tôi thấy thất vọng về bà quá. Tôi chỉ là tôi chỉ chạm nhẹ vào con cá đó thôi mà. Tôi có làm gì quá đáng đâu. Bà có biết vì hai bà cháu không giữ lời hứa mà những cư dân người lùn đã không thể trở về Dương Quốc trong chuyến tàu cá voi đêm cuối, phải lưu lại năm sau hay không? Trời ơi, có chuyện đó thật sao? Con cá voi đã nổ bởi một lời nguyền, nếu có người lạ chạm vào nó từ bên ngoài. Tôi... bà cháu tôi thật sự lấy làm tiếc. Tôi ân hận quá. Bà đã không giữ lời hứa của mình, và vì vậy cho nên bà sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của chúng tôi từ Dương Quốc người lùn. Cái gì? Trừng phạt cơ? Tôi... Ôi, cháu tôi! Cái má của cháu sao đỏ rực thế này? Của bà cũng thế bà ạ. Để trừng phạt hai bà cháu, người lùn đã biến hai má họ phình ra như cái diều cằn của con gà, đỏ rực như lửa. Từ đó, họ phải mang đôi má đỏ ửng và gương mặt béo phì suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!